Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay em xin chia sẻ với mọi người cách chúng ta chăm sóc những cây lan hồ điệp và mình ngắm hoa khi nào thì mình nên cắt bỏ cái cành hoa và cắt làm sao để cho cây lan của mình vẫn phát triển tốt. Thì đây là những cái cây lan hồ điệp em đã thuần được hơn 1 năm rồi, gần 2 năm rồi, từ tháng 2 mà giờ tháng 10 rồi, nay mùng 1 tháng 10 rồi, là được tháng 2 tới là được 2 năm. Thì nó cứ ra hoa liên tục. Trước tiên em mời mọi người coi gốc và bộ lá của nó phát triển rất là tốt. Đây ạ. Thì nó ra hoa, cành hoa này, hai cành này là em đã ngắm được gần 2 tháng rồi. Cho nên hôm nay em quyết định cắt bỏ để dưỡng cây. Vậy thì hai chậu lan này là hai chậu lan em trồng cùng ngày luôn nha cả nhà. Đây ạ. Chậu bên kia ạ. Chậu bên kia thì nhiều hoa và ra hoa rất là sai. Và đặc biệt là bây giờ nó đang có rất nhiều cái cành hoa nhí nhí. Hôm nay em xin chia sẻ với mọi người mình cắt để mình chăm sóc làm sao để cây lan của mình nó phát triển tốt và nó không bị suy cây. Tại vì em cảm giác như là nó nuôi hoa nhiều quá, nó rất là siêng hoa. Cho nên cả nhà cứ yên tâm ha. Cái đồ để cắt thì mình đây ạ, hôm nay em sẽ sử dụng cồn em xịt đi nha. Và em sẽ xịt cái vệ sinh cái đồ cắt, kéo cắt của mình. Và sau đó mình sẽ, nếu mà mình muốn chơi hoa nữa thì mình chừa ra 3 mắt nha cô chú anh chị, chừa ra 3 mắt cái nhú nhú này này, 3 mắt là mình có thể cắt đi, hoặc chừa 4-5 mắt tùy theo mình, là nó sẽ tiếp tục ra hoa và phân nhánh. Trước khi cắt tỉa những cái cành hoa này thì mọi người nên để cho cây lan của mình nó khô ráo nhá. Và sau khi cắt mình nên cắt nước hoàn toàn 2 ngày không tưới nha. Mình sẽ xách vô chỗ râm mát để 2 ngày không tưới. Riêng những cái cây lan này của em nó rất siêng hoa và em muốn thuần nó ở chế độ là chăm sóc để nó thành nhiều lá đẹp, ít hạn chế bị rớt lá chân, cho nên là em sẽ cắt bỏ luôn, em không cho nó ra hoa đợt tới. Em muốn cho nó nghỉ mấy tháng cả nhà. Mình có thể cắt từ đây đi. Đó, vết cắt rất là ngọt, đúng không ạ? Mọi người thấy một cành hoa nó nặng trĩu luôn, nở đến những bông cuối cùng thì mình nên cắt bỏ đi. Những bông đầu tiên nó đã bắt đầu tàn và rụng rồi. Mình không nên chơi cạn kiệt quá nha cả nhà. Bên cành bên kia nữa. Tại vì em muốn làm như thế để cây lan của em lúc nào nó cũng phát triển tốt, nó không bị suy cây. Nếu như cây bị suy cây là mình phục hồi lại rất là khó. Đặc biệt là cái màu hoa này rất là đẹp. Dòng này vẫn có thể đẻ con được nha cả nhà. Trên kia em có một chậu dòng này vẫn đẻ con bình thường. Cái chỗ này chắc để em từ từ em. Đây, cái cành này hồi nãy khó nhét kéo vô thì em đã phải tắt cam đi để em cắt đây ạ. Mọi người thấy vết cắt rất là ngọt đúng không? Đây, em sẽ lấy cái cành hoa này ra. Nếu như cô chú anh chị và các bạn thích ngắm hoa, mình có thể đem cái cành hoa của mình đi, mình cắm đúng không ạ? Mình cắm vào bình mình chơi. Đây, đẹp lắm. Đây cả nhà, chỉ có hai cành hoa thôi mà. Hoa rất là dào dạt luôn ạ. Để qua một bên, giờ tới em này ha. Mọi người đếm lá của nó này. Đó, bộ lá của nó đang rất là đẹp đúng không? Nếu mình tiếp tục chơi hoa, mình không biết chăm sóc, cây lan của mình sẽ bắt đầu vàng và rớt bớt lá chân nha cả nhà. Đây ạ, đó, bởi vậy em mới nói cô chú anh chị và các bạn, khi mình chơi lan á, mình lúc nào cũng phải để ý bộ rễ của nó nha. Nếu mình chăm sóc cây lan lúc nào nó cũng có bộ rễ tốt đó, thì cây lan của mình nó sẽ nuôi được hoa thôi. Đồng thời cho ăn thêm phân tan chậm. Đấy, cây này nó đang ra rất là nhiều và nó có cây con, cho nên em cũng tiếp tục xử nó từ dưới đây luôn ạ. Em cắt xong em sẽ lấy cái cành hoa ra cho mọi người coi. Bây giờ em đã cắt xong được 3 cành. Mình sẽ lấy ra cho cô chú anh chị coi. Em mới phát hiện là cây này nó đang có con, cho nên em sẽ bỏ cành hoa đi. Cây lan nó mất sức nhất là khi nó nuôi hoa đó cả nhà. Mình sẽ lấy những cái cành hoa này ra rồi. Mình sẽ xem nha cả nhà. Đấy, một đống hoa luôn mọi người. Đây cô chú anh chị, em sẽ cho mọi người coi con của nó. Cái này nãy nó, bên đây nó lại lấp ló bên đây rồi. Dạ đây ạ, em phát hiện là nó đang, mọi người có thấy cái lá, ôi trời, đây ạ,
tối quá khó thấy. Đây, bây giờ em sẽ bắt đầu là em sẽ cắt tỉa bớt những cái rễ này đi để cho cái lá của cái con này nó nhú ra nha cả nhà. Bên đây em cảm giác nó có một con nữa nè mọi người. Đó, khi cây lan của mình chăm sóc tốt, mọi người đếm này. 1, 2, 3, 4, 5 lá. Hôm bữa ra cạn kiệt quá, rớt mất hai cái lá dưới đây đó cả nhà. Chứ không là cây lan này 5 lá, 5 x 2 là 10. 10 tức là rớt hai lá là 12 lá đó. Cái này hôm bữa nó bị con sâu ăn, em phải xách xuống em cắt nước đó. Có cái video em làm, em bắt được con sâu ở đây đó. Cắt nước hoàn toàn cho nó khô. Nếu mà hôm đó em không phát hiện, không cắt nước là cái lá đó của em là sẽ bị thối nhũn luôn rồi đó cả nhà. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người đã coi video. Bây giờ em sẽ cắt nước hoàn toàn, không tưới 2 ngày. 2 ngày sau em sẽ đem ra chăm sóc chế độ đặc biệt kích rễ và chăm sóc kích rễ bằng OG Hum kết hợp với Acerus nha cả nhà. Để 3 lần liên tục, mỗi lần tưới cách nhau 5 ngày hoặc 3 ngày gì đó. Tưới thật đẫm vào đây để em kích rễ cho nó phục hồi lại, sau đó em sẽ tiếp tục chăm sóc. Em sẽ cho cây nghỉ khoảng 2 đến 3 tháng em lại bắt đầu cho ra hoa tiếp. Cây lan hồ điệp nếu thuần tốt, bộ rễ ổn định mình có thể chơi hoa quanh năm. Như vậy là cây lan của em đã cắt tỉa xong, những cái lá của nó đang rất là cứng cáp đúng không ạ? Trước tiên là mình mới cắt tỉa xong như thế này. Mọi người có thể trong thời gian mình cắt nước 2 ngày, cô chú anh chị và các bạn vẫn có thể cắt tỉa những cái rễ luôn. Lồm xồm quá hoặc những cái rễ khô quá đúng không ạ? Mình nên cắt tỉa đi. Tại vì cắt mình để cho nó khô 2 ngày thì nó không ảnh hưởng gì nữa. Sau 2 ngày mình lôi ra cái rễ, ví dụ như cái rễ này nè ha. Nó khô quá. Đó, mình cắt đi rồi vậy đó, cho nó đẹp cái chậu lan. Và mọi người, cây của em chút xíu nữa em sẽ phải tỉa làm sao cho nó thò cái con ra. Rồi 2 ngày sau em lại kích rễ và chăm sóc. Tại vì mình cắt nước 2 ngày hoàn toàn nhá, treo vào nơi râm mát. Rồi cảm ơn tất cả mọi người.